từ lúc bất mở chuyện hẹn hò khi đoàn văn hậu công khai xuất hiện ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 để ủng hộ cho Doãn Hải My đến nay, cặp đôi có ngoại hình 101 điểm này vẫn chưa một lần xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, khi thoảng cả đoàn văn hậu và Doãn Hải My vẫn tung hình nhẹ nhẹ cho dân tình biết là họ vẫn bên nhau. Giữa cơn sốt của đội tuyển Việt Nam khi thắng liên tiếp hai trận ở vòng loại World Cup 2022 tại Dubai, loạt ảnh đoàn văn hậu đi xem bóng đá cùng gia đình tình tin đồn bỗng gây sốt trở lại. Nói không ngoa khi cho rằng với ngoại hình nổi bật thì cả hai đi đến đâu, sáng đến đó là chuyện bình thường. Lần xuất hiện công khai hiếm hoi của cả hai là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cụ thể vào ngày 11 tháng 4, đoàn văn hậu, mũ hồng và Đoãn hải mi, mũ đen, cùng gia đình nhà gái đã xuất hiện tại sân vận động hàng đẩy, cổ vũ cho đội bóng thủ đô trong trận đối đầu câu lạc bộ Quảng Ninh tại vòng 9V League 2021. Cả hai gây chú ý với video nổi bật đến mức lớp khẩu trang cũng không giấu đi được thần thái của mình. Tuy nhiên, đoàn văn hậu không ngồi cạnh Doãn Hải Mi mà vẫn giữ khoảng cách, người ngồi cạnh cả hai chính là em trai ruột của Doãn Hải Mi. Ngoài ra, bố mẹ của Doãn Hải Mi cũng có mặt ở sân vận động hàng đẩy để cổ vũ cho đội nhà là câu lạc bộ Hà Nội. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải Mi không ngồi cạnh nhau, thay vào đó em trai ngồi giữa hai người. Sau đó để tránh ồn ào thì Đoàn Văn Hậu ra về trước. Gia đình Doãn Hải Mi đi về sau. Nguồn tổng hợp.